các bạn là chiếc dòng bơm thuyền 2 thì 4 thì. Với đằng xa bên... Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì trước mặt quý vị các bạn là chiếc máy bơm thuyền, bơm xuồng 2 thì và 4 thì mà hiện nay điện máy nhà em đang phân phối và vẫn cực kỳ chạy trên thị trường chúng ta. Thì nó có dòng 2 thì đó là Zataka CS430 và dòng 4 thì sẽ là GX35. Thì đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người về cái dòng GX35, đó là cái dòng 4 thì. Thì 4 thì nó sẽ có một đặc điểm, đó là xăng riêng, nhất riêng. Và cái dung tích bình xăng nó cũng khá là nhỏ, rơi khoảng 800 ml. Thì nó sẽ chạy khoảng từ khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Và bên cạnh sẽ là cái vị trí chúng ta đổ nhớt. Có điều nhỏ nhỏ rằng chúng ta sẽ pha đổ nhớt theo cái tỷ lệ là 70 cho tới 100 ml thôi, tránh trường hợp có bị đổ nhiều máy sẽ cực kỳ là khó lổ, cũng là sẽ không ổn định về sau. Và cái cơ chế sử dụng của cái máy 4 thì cũng cực kỳ đơn giản thôi. Khi chúng ta đổ nguyên liệu ok rồi thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ phải bơm cái vú bơm. Ở đây sẽ có cái vú bơm như cái lùm vú này. Chúng ta bơm làm sao để cái đường ống dẫn xăng dầu này nó hết bọt khí, và chúng ta để cho độ gió như vậy. Đấy, đây là gió này. Khi độ gió mở này thì nó gạt về và cuối cùng sẽ là đóng gió. Chúng ta để giữa này. Khi mà chạy ổn định rồi thì chúng ta sẽ cho chế độ gió nó mắc luôn. Đấy, thì mà chạy cực kỳ rõ ràng. Thì cái đối với dòng 4 thì này nó sẽ sử dụng là dây cứu hỏa. Đó là cái đường ống này, dây cứu hỏa dài 4,5 m và đường kính ống là 42. Nên cái lưu lượng nước nó cũng khá là lớn, rơi khoảng từ 7 cho tới 12 km/h. Nó sẽ có một cái bình đóng nhớt để chúng ta đổi ổn độ được bình đổ xăng. Ở đây sẽ là cái chúng ta đựng nguyên liệu để dự phòng. Dây này khá là ok luôn, cực kỳ bền vững. Và cái vòi này sẽ tích hợp hai chế độ là phun xa, phun gần, tối đa khoảng 12 m, và phun gần sẽ là chế độ phun mưa. Thì tiếp đến thì chúng ta sẽ sang cái dòng 2 thì. Là 2 thì vậy vì sao? Bởi vì nó sử dụng cái nguyên liệu đó là xăng pha bằng nhớt. Và xăng pha bằng nhớt chúng ta sẽ pha theo cái bình này. Và nó sẽ có pha tỷ lệ đó là 25:1. Cực kỳ dễ dàng, vạch một bên này sẽ là vạch một bên nhớt. Bên này là 0.5 và bên này là 0.5. Cực kỳ dễ dàng, cái dòng này nó rơi khoảng 1 lít xăng thôi. Và khi chúng ta đổ vào cái máy này, máy Zataka CS430 cũng là vừa mới luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái máy này nó rơi khoảng 1,1 lít xăng thôi, đựng khá là nhiều và chạy trong khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Dây thì cũng là dây cứu hỏa, dài 4,5 m và đường kính ống là 42. Và nó có đặc điểm hơn, đó là sẽ có hai cái chế độ vòi. Đầu tiên là chế độ vòi phun xa tối đa khoảng 18 m, và sẽ là phun tỏa ngang nữa. Và con dòng này thì nó sẽ không khác biệt gì cả, đó là phun xa tối đa khoảng 12 m và sẽ là phun mưa. Đồ nghề sơ cua thì nó cũng có khá là nhiều, ví dụ như con nghê này chúng ta bắt ống này, cờ lê, thả bù di cũng như lục lăng để chúng ta sửa chữa khi ra đồng có vấn đề hay không. Và cách sử dụng cũng cực kỳ đơn giản thôi. Khi chúng ta đổ nguyên liệu đây rồi, chúng ta sẽ để chế độ gió về on. Đấy, gió về on này. Đấy, và bấm đi ga. Đấy, sau chúng ta dùng chân đổ thôi. Đấy, cực kỳ dễ dàng. À, chúng ta chỉ phải làm theo cái nguyên lý của em thôi, là kiểu gì máy cũng ok. À, và hiện nay giá của hai chiếc máy này nó cũng khá là phải chăng, chỉ có 2.900.000 thôi. Thì mọi thông tin chi tiết về cái chiếc máy 2 thì và 4 thì, quý vị alo cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em.